Xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay xin giới thiệu tới anh em một bộ vô hình trị giá 26 triệu 400 nghìn anh em nhé. Thì bộ vô hình này cũng đánh rất là bạo lực và rất là uy lực. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ sử dụng một cái cục đẩy công suất lớn 1000W trên một kênh và sử dụng những cặp loa bát 40 anh em nhé. Cặp loa bát 40 lấy TVK15 sử dụng bát 40. Và vào chi tiết từng sản phẩm trong bộ vô hình này thì em sẽ giới thiệu tới tất cả anh em để anh em có thể biết. Đầu tiên nó là một bộ mic lấy U705S. Bộ mic này thì có cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt, có dò song sạch. Chất âm thì cực kỳ là hay và hát thì rất nhẹ và rất là hút mic anh em nhé. Bộ mic này hiện tại em đang bán và giao lưu tới anh em với giá là 2 triệu 400 nghìn đồng. Một bộ mic rất là tuyệt vời đúng không anh em? Đầy đủ các chức năng, các công nghệ, cảm biến gia tốc, tự ngắt, rồi dò song sạch, đầy đủ hết cho anh em. Sản phẩm thứ hai không thể thiếu được trong bộ vô hình này đó là những chiếc vang lấy acoustic lấy X8. Chiếc vang này thì em cũng có rất nhiều các bài test, các công trình lắp đặt sử dụng những con vang lấy X8 này rồi thì anh em có thể thấy mặt đằng trước của nó sẽ sử dụng đó là mic A và mic B. Đằng sau cũng có hai cổng cắm mic, đó là mic A mic B anh em nhé, có đầy đủ cổng quang bluetooth USB để cho anh em có thể sử dụng. Tất cả thì sẽ có đầu chuyển input cho anh em này, nút chuyển input đầu vào này, và mặt đằng trước thì anh em có thể sử dụng đó là M1 và M2. Anh em có thể chuyển mode để anh em có thể hát karaoke hoặc nghe nhạc, và anh em có thể dùng những chiếc khiển remote để anh em chuyển đổi các chế độ. Thì đối với những con vang này em sẽ setup cho anh em đầy đủ đó là 6 chế độ, 4 chế độ hát và 2 chế độ nghe nhạc để anh em có thể chuyển mode và tinh chỉnh để sử dụng anh em nhé. Một mặt màu trắng pha đẹp, rất đẹp đúng không anh em. Cổng USB để anh em kết nối với máy tính để tinh chỉnh. Lấy X8 anh em nhé, lấy X8. Con vang này anh em có thể nhìn được các video bên em setup rất nhiều rồi. Tiếp theo cục đẩy lấy X1102D. Cục đẩy này là cục đẩy 2 kênh với công suất đó là 1000 đến 1100W trên một kênh. Và điều đặc biệt ở những con cục đẩy này đó là nó có tích hợp cả quản lý nguồn 4 cổng ở trên này. Anh em có thể nhìn thấy đèn báo CS1, CS2, CS3 và CS4. 4 cổng cắm nguồn đằng sau để anh em có thể kết nối đó là mic, vang, anh em thấy kết nối lọc xì, kết nối thêm lưng tiếng vào những con cục đẩy này. Khi anh em sử dụng thì anh em chỉ cần bật hoặc tắt cái công tắc của những chiếc cục đẩy này là anh em có thể sử dụng được cho cả bộ dàn. Khi anh em sử dụng bộ dàn, anh em chỉ cần bật công tắc của đẩy lên là tất cả các thiết bị của anh em nó đã được cấp điện và anh em có thể sử dụng. Và khi tắt đi thì anh em chỉ cần tắt đó là một cái công tắc nguồn ở cục đẩy thôi. Rất là tiện lợi đúng không em? Cục đẩy này với giá đó là 6 triệu 200 nghìn đồng, 1000 đến 1100W trên một kênh, cục đẩy 2 kênh em nhé. Và cuối cùng đó là những cặp loa của Lyric Acoustic là TVK15 sử dụng bát 40. Sử dụng ở đây đó là sơn dần cát anh em nhé, anh em có thể nhìn thấy lớp sơn và tất cả đều là hàng nhập nguyên con hết. Anh em có thể nhìn thấy các đường này căng rất đẹp đúng không ạ, và rất là chuẩn chỉ. Sử dụng hai tay sách ở hai bên thùng vát anh em nhé, anh em có thể thấy đây. Và mặt đằng trên này của nó thì anh cũng có một cái tay lắm để anh em có thể bê vác những con loa này. Sơn dần cát anh em nhé, sơn dần cát. Đây là tay sách bên trái này, anh em có thể nhìn thấy đây là những cặp loa TVK15. Cho anh em có thể thấy xem cái đằng sau của nó thông số trở kháng 8 ohm TVK15. Công suất thì nó chạy ở rất nhiều giải và xem TVC độ nhạy nó lên tới 100 dB anh em nhé, giải tần đáp ứng từ 50Hz đến 20kHz, một lớp sơn sần cát rất đẹp đúng không ạ. Đôi loa này hiện tại em đang bán với giá đó là 14 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Mic U705 với giá đó là 2 triệu 400 nghìn đồng, vang lấy X8 với giá 3 triệu 3, và những chiếc cục đẩy lấy X1102D này với giá 6 triệu 200 nghìn đồng. Thì tổng bộ vô hình này nó là 26 triệu 400 nghìn đồng. Mời anh em cùng đeo tay nghe và thưởng thức chất âm của bộ vô hình này. Mọi thông tin nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em. Mời anh em cùng đeo tay nghe và thưởng thức chất âm của bộ vô hình này ạ. Nhận nhận tình tình em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời. Lòng anh như đau thắt em ơi, làm sao để lệ thôi ngừng rơi. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em
đã bên người mà lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời hứa nghe. Em ơi, chữ tình ngắn thôi mà sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có đâu, còn anh thì mày lẻ loi thật rồi.